bữa nay cứ dặn mua cái nhà nó thấy tính mà. Mực ống mà mất mặt ơi, mực mặn gầu giùm nữa hả? Mực chưa, rút ra được rồi, tao mực ống á, đi cho anh coi. Mày ghẹ. Ghẹ, còn này gì? Có đâu nè, mực... cái này là tươi xanh nè. Mực tươi. Chỉ gì nè, nè, nè. Tại để cho anh con sợ mặn xong á, anh gì đây, rồi đó. Gì liều vậy? Chơi gì mà lạ? Nay anh em An Giang giao lưu với Cần Thơ. Anh em ở Cần Thơ lên. Dơi không? Dơi nhiều hả? Dơi nghe mùi, đây là nghe mùi. Đây, đoàn chúng tôi gồm 16 thành viên. Hôm nay tổ chức đi Hà Tiên, viếng lăng mặt cửu, thăm thập động. Mặt cửu giờ thăm là... bãi biển nữa nữa, mà đi bãi biển gì không biết nữa, tới đó đi rồi mình cho các bạn xem nha. Rồi, một cây. Đẹp rồi đó.
Bởi vì nó trên trời mà coi dưới đất. Giờ máy bay như cái gì ông nậu ơi. Rồi. Bà này là cháu chính thức của ông bà cũ á. Chị hả? Mẹ của bà cô Năm á. Dạ. Bà cái tiếng nó ghen tới giờ mấy trăm năm luôn mà cũng còn tới bây giờ. Là vợ chính thức của ông Mạc Thiên Tích á. Thiên tử công hầu bá tử nam. Thiên là ông Mạc Thiên Tích đó bệnh á. Dạ. Tử của Mạc Tử Hoàng là con trai lớn của ông bà này. Dạ. Đó các ngôi mộ dưới nhiều lắm. Quan họ dạ. Cũng có hết trơn. Mọi đời cũng có nhiều lắm. Dấu tích đó, bộ một vị nào cũng lớn lắm mà vậy đó hả? Không? Cái cục đá mà khắc tới giờ lên nó nặng lắm đó. Ừ. Ông này là ông được thâm tha dưỡng cơ là thâm tha dưỡng cơ này. Ờ, trên vô là ông dưới... là vợ của ông là mộ của ở đã đâu hả anh? Ở bên núi bên kia kìa. Cái để 300 mét đi, đi 400 mét là tổng cái đứa. Là Hà Tiên Trắng, Tổng binh Đại Đô Đốc, Mạc Thiên Tích. Đây là cái ngôi mộ của ông Tổng binh Đại Đô Đốc, Mạc Thiên Tích. Đây là hai hồ nước ngọt mà ngày xưa Mạc Cửu đào để cho dân trong vùng dùng trong khi mà mùa khô hạn. Mùa này thì nó nở bông sen, nó nở bông rất là đẹp. Giờ đoàn chúng tôi đã đến Thạch Động, di tích thắng cảnh. Xuống sông sông dưới mà kìa. Ủa sao thấy rác không trời? Rác không. Hầu này thằng gì đó. Để chơi thì không có yêu này.
Dơi quá nhiều, dơi luôn rồi. Trời ơi, toàn dơi không? Dơi không. Dơi nhiều hả? Dơi ngáo mùi, đây là ngáo mùi. Dơi nó thải phân xuống đầu lịch bịch. Không thấy công chúa đâu cả nhỉ. Đây, công chúa ở đây. Công chúa đây. Công chúa đây rồi. Công chúa kìa. Công chúa đứng dậy mà không thấy đấy. Đi hả? Chỗ này dơ nhiều quá rồi. Má mẹ qua rồi mà không có chụp. Cái này là đi. Quy, đúng rồi. Đó là đâu? Lên lên lên. Cái con Nhung theo mình xuống cho. Ông đậu đi chiếc hàng gốc. Tóc mà tóc cũng không quen. Đây là cái khối thạch nhũ. Xung quanh đá bị bào mòn hết nhưng mà còn một cái khối đá nó nằm lòng thòng đeo vô trong cái vách lớn. Thấy không? Vậy đó dính luôn không? Dạ. Ai giá ngang. Đúng là linh thiêng. Đây là hai ngôi mộ của ai thì mình không biết, nằm ngay chỗ vách đá treo leo. Đi núi Tà Lan có khoảng một cây mấy. Giờ thì đoàn chúng tôi tiến đến Mũi Nai để ra bãi biển. Clip này là clip gì vậy? Nè, mua ATV ẩm thực vùng quê. Mua vé ẩm thực vùng quê. Bỏ là coi chừng nó có. Vé ngày Mũi Nai hả? Mua vé thì lấy vé một cực. Lấy vé. Nhiều vậy? Nhiều vậy? Nhiều vậy? Vé dưới xe. Nhiều vậy? 120 dưới xe. 130 phải không? Người 10 ngàn. Nè nè. 130 ngàn đưa thấu rồi. 130. Thằng xe 10 ngàn. Còn mấy thằng kia thì thằng 10 ngàn nữa. 12 ngàn. Thằng xế nó 14 ngàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xét vé, kiểm vé. Rồi mình đi câu nè, ghép ở tàu. Đi cái đường sau chạy đợi chú nãy tôi nói không đó. Đúng rồi, mấy băng đá cái tàu đó, cái mới đó. Nó xé gì rồi mình giữ cái này là đây, biển thì hiện ra trước mắt mình rồi. Biển hôm nay quá lặng, tĩnh lặng luôn. Biển hôm nay tĩnh lặng rất đẹp. Đúng rồi, chăng gần biển kìa anh. Ở đây đi vắng vẻ. Ở đây chăng ở chỗ cái miếng đó nó gần biển đó. Nó mát đó. Ở đây đẹp. Rồi xuống. Ở đây nó xe đậu đây luôn cũng được, có gì đâu. Đó. Đây nè anh em ơi, tới biển rồi. Ê, đoàn chúng tôi đã ra tới biển. Hiện tại thì bãi biển rất là thanh tịnh luôn, rất là dịu sóng, biển xanh rất là đẹp. Ê, mấy anh em chuẩn bị. Đầy đủ hết trơn. Mực chưa? Rút ra được rồi, tao mực ống này ghẹ. Ghẹ, có này gì? Mực. Cái này là tươi xanh nè. Mực tươi. Cái gì nè. Tại để mình con phải mặn không. Còn này gì nữa? Ốc hương hả? Ốc bông. Ốc mỡ bông. Ừ, không phải mỡ cắt không ăn được. Ốc bông hả? Còn cái gì? Tôm. Xuống đi. Xuống đi. Đến lục tôm chứ đi. Xuống đi. Đến nào bắt lục tôm chứ đi. Hả? Còn đây mà. Xách mà. Đến là lục tôm. Điền lên cây xuống lên. Sống không? Điền tôm lên. Giờ mấy anh em nhâm nhi trước rồi, đợi tôm với lại mực chín. Cái đồ hải sản là sao? Cái đồ rau quả hẹn chú. Này ra biển mới đúng luôn nè, ha, ra biển ăn phải cao trái cây nè. Ta ra biển ta ăn đồ biển. Cái nào tiêu cá. Tặng cho khoai cao từ vùng quê gửi xưa đem xuống. Nhân từ ở. Đây là mấy củ khoai môn. Đây gửi biếu cho chủ quán nha. Nay biển xanh trong luôn, rất là đẹp. Giúp kiếm nha, giúp kiếm nha. Kiếm nè, kiếm là giúp nha. Ừ. Dạ, đem dưới rửa kìa. Nước biển rất trong, rất đẹp, rất sạch. Cá gì cá nó vô mà mẹ nó lại nó ăn mà. Cá gì nó, mình rửa nó nghe mùi nó lại nó ăn nè. Tôm ghẹ rồi giỡn nắp ra quá không luôn bông có quay rồi, phải cao với ổi là có quay rồi luôn rồi. Mấy anh mở màn trước nha quý vị. Có giấy đất đai gì chưa? Giấy rồi, giấy rồi đất đai
đúng rồi, là ông đang đồ biển ngán rồi, ra đây ăn cái cây ngon hơn. Để chút xíu cháy được rồi, nó gần đây, đổ bia vô đặng lột mật hấp bia xả vậy xả chả bỏ đi đưa 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 đưa. Rồi, đó. Ủa trời trời, phụ nữ ta lúc nào ta phải gì? Đó, mình nói gì là mua cá gió mát. Không có nữa. Đó, hai cá ngát. Sau khi anh em tôi đã xuống biển tắm xong rồi lên tiếp tục chơi tiếp. Giờ này thì biển nổi gió rồi, sóng cũng vỗ vô bờ ầm ầm luôn, nước lên lớn luôn. Đây, giờ này sóng biển đã nổi lên. Chơi gì mà lạ. Thank you.
anh em ở Cần Thơ lên.